đài truyền thanh Nghi Xuân. Đây là đài truyền thanh Nghi Xuân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Nghi Xuân phát trên 6 FM tần số 90,5 MHz. Chương trình hôm nay có phần tin phản ánh các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp. Hội đồng Nhân dân xã Xuân Hồng cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thượng tá Lê Hữu Hưng cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân bầu tại địa phương. Tại kỳ họp, đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân xã Xuân Hồng đã thông qua các tờ trình về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 21. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hòa, tái cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 21. Hội đồng Nhân dân xã Xuân Hồng cũng đã thông qua tờ trình về bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phi Phượng, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hồng, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung cho chỉ đạo sản xuất, chăm bón vụ hè thu, đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, sau khi đi xuất khẩu lao động về nước, anh Nguyễn Văn Mậu ở thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân đã mạnh dạn đầu tư, thuê nhân công, khôi phục phát triển lại nghề gia truyền làm chả cá của gia đình. Năm 2020, sản phẩm của gia đình anh đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và đang mở ra triển vọng mới. Mời quý vị và các bạn cùng tham quan mô hình của anh qua những hình ảnh sau đây. Anh Nguyễn Văn Mậu xuất khẩu lao động sang Đài Loan từ năm 2012. Ngày làm công nhân xây dựng, đêm đêm anh lại tìm đến khu chợ cá để tìm việc làm, tăng thêm thu nhập. Môi trường mới giúp anh có thêm kiến thức về nghề làm chả cá, nhất là được tiếp cận và làm quen với nhiều loại máy móc để sản xuất chả cá theo hướng công nghiệp. Năm 2019 trở về nước, anh Mậu đã đầu tư 250 triệu đồng, mua sắm các loại máy móc như máy tách xương cá, máy xay, máy quết, máy hút chân không, lò hấp, và bắt đầu thuê thêm lao động, khôi phục lại nghề gia truyền của gia đình. Anh Nguyễn Văn Mậu, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh chả cá Nguyễn Mậu ở Xuân Giang, chia sẻ. Có đôi lúc thì cá thì rất chi là được nhiều, nhưng mà giá thành thì lại không có. Nên là mình muốn là về đó có một cái nghề đấy của bố mẹ để lại. Thì mình muốn là khôi phục, rồi là chế biến cái sản phẩm đó hơn, đi thêm một bước nữa nhằm nâng cao cái giá trị của con cá đấy, để từ đó nên là mình bắt đầu là suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thì mình là làm lại cái nghề chả cá của ông bà với bố mẹ của mình ấy. Đối với cơ sở sản xuất chả cá Mẫu Nguyện, để sản xuất ra loại chả đảm bảo chất lượng, yếu tố đầu vào giữ vai trò quyết định, nên cá luôn được chọn kỹ, thật tươi. Mỗi tháng, cơ sở này sản xuất từ 150 đến 200 kg chả cá cung cấp cho thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chả cá Mẫu Nguyện được người tiêu dùng ưng ý lựa chọn bởi màu sắc bắt mắt, hương vị đặc trưng, tinh tế, sản phẩm thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau gần một năm đi vào hoạt động, ngày 17 tháng 12 năm 2020,
chả cá Mỗ Nguyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Tại hội thi ẩm thực Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2020, tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2020 tại thành phố Hà Tĩnh, Mỗ Nguyện tiếp tục giành giải C cho dòng sản phẩm chả cá. Không những thế, cơ sở sản xuất của anh Mậu còn tạo công ăn việc làm cho 5 lao động địa phương có thu nhập bình quân 4 triệu đồng một tháng. Ông Đậu Xuân Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân cho biết. Trong cái chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Giang thì có chương trình là xây dựng mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP. Thì Xuân Giang đã vận động nhân dân nhiều cái mô hình, nhưng mà đến nay thì đã được một cái chương trình là chả cá của Mậu Nguyện, đặc sản cái cá của Mậu Nguyện là chả cá thớn. Đó là một cái đặc sản thì hiện nay đã được công nhận là 3 sao. Thì trong đến nay thì chúng tôi đang còn tập trung vận động đồng viên tạo mọi điều kiện cho hộ gia đình này phát triển về trên số lượng và chất lượng. Thì với sản phẩm này thì trên địa bàn và các xã lân cận và khu vực vừa Nghệ An và Hà Tĩnh thì người ta đã sử dụng, đã có thương hiệu. Hiện nay anh Mậu vẫn đang trăn trở dự định cho ra dòng sản phẩm mới, xúc tiến việc làm với nhà phân phối lớn như Vinmart, Comart để tiêu thụ sản phẩm ra thị trường rộng lớn hơn. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho thông tin quảng cáo. FLC Quảng Bình, đại đô thị biển tiêu chuẩn quốc tế, đa trải nghiệm với quy mô gần 2.000 ha. Sở hữu 5 km đường biển đẹp nhất Quảng Bình, dự án tự hào là đại đô thị biển dài nhất Việt Nam. FLC Quảng Bình được hình thành gồm tổ hợp nhà phố thương mại sôi động bậc nhất miền Trung, khu biệt thự, resort chuẩn 6 sao thượng hạng, hệ thống khách sạn và trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế. Được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, FLC Quảng Bình sở hữu quần thể tiện ích đẳng cấp như tổ hợp sân golf liên hoàn lớn hàng đầu Đông Nam Á, hệ thống quảng trường biển, công viên cát, đại lộ lễ hội và hàng trăm tiện ích trải nghiệm độc đáo khác. FLC Quảng Bình là cơ hội sinh lời lý tưởng, bền vững cho các nhà đầu tư trên toàn quốc. FLC Quảng Bình, tâm điểm du lịch mới của Đông Nam Á. Hotline 0965 300 688. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Nghi Xuân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.